ngôn ngữ biểu cảm của gốm là vô cùng phong phú, nó thỏa sức sáng tạo cho các nghệ sĩ sáng tạo. Bắt nguồn từ tình yêu với gốm truyền thống, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã nhiều năm nghiên cứu và thực hiện các tác phẩm nghệ thuật bằng gốm mosaic, hay còn gọi là tranh ghép gốm, với mong muốn phát triển loại hình thủ công độc đáo này. Gốm mosaic này thực ra là có lịch sử từ rất lâu đời, được ứng dụng trong trang trí lăng tẩm của các vua chúa. Thì hiện nay các cơ sở ở Bát Tràng họ đã phát huy ở trong lĩnh vực là thiết kế đồ gia dụng và xuất khẩu đi các nước rất nhiều. Và tôi đã suy nghĩ rằng tại sao chúng ta lại chưa có một cái công trình nào để tôn vinh cái vẻ đẹp của chất liệu gốm sứ truyền thống này trong một cái công trình đương đại. Năm 2006, tôi đã viết một cái đề án sử dụng chất liệu gốm sứ để trang trí cái tường đê ven sông Hồng. Nhờ để thuyết phục được thành phố cho thực hiện cái công trình này thì tôi đã phải tổ chức 3 cuộc triển lãm ngoài trời. Việc đầu tiên là tôi đã mua những bình gốm, chậu gốm về đập vỡ ra và tự tay gắn trang trí thành những cái tấm lớn và chụp lại và dùng Photoshop để thể hiện khi mà gắn gốm được lên cái đê sông Hồng thì sẽ vô cùng đẹp và sạch sẽ như thế này. Thì tôi đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chất liệu gốm sứ với cái men màu tươi sáng thì có thể làm được những cái tác phẩm trang trí ngoài trời rất là đẹp mắt. Con đường gốm sứ ven sông Hồng ra mắt thành công vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội với chiều dài lên đến gần 4 km, diện tích khoảng 6.500 m2 và kéo dài qua 4 quận của Hà Nội. Công trình được tổ chức Guinness công nhận là bức tranh gốm dài nhất thế giới, trở thành bước đà để chị tiếp tục trên con đường sáng tạo các tác phẩm từ chất liệu này. Tôi thấy rằng là gốm có thể chịu được mưa nắng ngoài trời và cái màu sắc của gốm rất là bền. Thường tuổi thọ của một công trình mà gắn gốm ngoài trời thì có thể là 100 năm và nhiều hơn thế nữa. Chính vì vậy, năm 2012, tôi đã tạo nên một cái lá cờ gốm ở nóc tòa nhà hội trường đảo Trường Sa lớn. Thì các bạn search ở trên Google Maps là có thể nhìn thấy lá cờ đỏ thắm bằng gốm ở trung tâm đảo Trường Sa. Mong muốn của tôi là dùng chính cái chất liệu truyền thống của Việt Nam để nói lên cái tiếng nói khẳng định chủ quyền về biển đảo ở quần đảo Trường Sa. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã mang gốm mosaic đến với nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước và thực hiện nhiều công trình gắn gốm khác, hướng tới việc ứng dụng chất liệu truyền thống này với nghệ thuật công cộng hiện đại ở các không gian đô thị. Nghệ thuật công cộng chính là đời sống tinh thần của một thành phố. Nó thể hiện cái bản sắc độc đáo riêng biệt của mỗi thành phố và chính cái điều đó làm nên cái sức hút của một thành phố. Tôi rất là mong muốn thông qua cái nghệ thuật gắn gốm mosaic trang trí nghệ thuật công cộng này thì bạn bè quốc tế sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn và thế hệ tương lai cũng sẽ vẫn tiếp nối truyền thống của cha ông này và ứng dụng vào các tác phẩm nghệ thuật cũng như các công trình nghệ thuật công cộng của rất nhiều thành phố, tỉnh thành ở Việt Nam.